Thỉnh thoảng vẫn có, nhưng mà xong thì thôi, thì cũng là có thể là kiếp trước mình nợ cái gì, kiếp này chẳng duyên bạn ạ, đôi khi nó là cái duyên. Tao mới nhìn thấy cái nó lại cười. Chả lâu quá nó cười. Thì không biết là còn ai đâu mà để luyến tiếc ở gần thì lấy chồng rồi. Còn ai đâu. Chẳng có ai để mà luyến tiếc cả. Luyến tiếc gì nữa? Kiểu không thích gì. Kể cả bé kết quả ấy phải là người. Thực ra bây giờ không có luyến tiếc gần nữa. Mình buồn là buồn, cay là vì không mời đám cưới đâu. Thực ra là cũng kiểu là chúc từ cái đợt mà nhắn tin với nhau lại với nhau là cũng xác định rồi, là bình thường rồi. Nhưng mà kiểu là cay vì không được mời. Nếu như mà đã như thế thì là